1, 2, 3. Khi nào mình sẽ tính đến chuyện có em bé và sẽ định sinh bao nhiêu bé và gia đình? Hiện tại thì Trinh và Bình đang sẵn sàng để có em bé rồi. Nhưng mà cái việc còn lại là trời xanh đang bài thì để coi là mình sẽ đón chờ tin vui đó như thế nào, thì cả hai vẫn luôn sẵn sàng để chờ đón tin vui đó. Anh Bình ơi, anh cho em hỏi là cái tài sản mà chiếc G Samba là của anh luôn hả anh? thật sự là nhà mình mọi người thấy đó là chỉ đang có một chỗ đậu chiếc G T53 thôi. Chiếc G63 đó là em của mình để mà đưa cho anh chị, để anh chị chạy, để anh chị cảm thấy nó phù hợp với mình không, để năm nay lựa chọn là có nên mua thêm một chiếc G63 hay không. Mình có kế hoạch nào gọi là tuần trăng mật sau đám cưới chị? Tuần trăng mật chắc là hai đứa sẽ đi tuần trăng mật ở bên Mỹ để qua đó để thăm ông ngoại bà ngoại của Trinh ở bên đó. Và cũng lâu rồi hai đứa không có đi nước ngoài mà overseas, cho nên là sẽ làm một chuyến đi Mỹ chắc cũng khoảng 1 tháng. Qua giờ chị áp lực thế nào để chuẩn bị đồ cưới đám cưới? Áp lực nhất là sắp bàn. Tại vì hồi sáng thì sáng nay là thức tới 4 giờ sáng mới được đi ngủ, và sáng là 6 giờ phải thức dậy rồi, có 2 tiếng thôi. Nhưng mà hôm nay thì quá nhiều cảm xúc cho nên là cũng khóc, cũng cười. Nên là hôm nay cảm thấy mặc dù là năng lượng nó cạn kiệt nhưng mà cũng rất là vui. Tại vì được cho vàng nhiều quá nên là tiếp thêm năng lượng. Và cái cảm xúc ngày hôm nay thì vất vả nhất vẫn là tối nay. Hy vọng là buổi tối hôm nay thì cái buổi tiệc này sẽ là buổi tiệc để mà gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị, cô bác trong gia đình cũng như là bạn bè, và những người mà Trinh mời đến buổi tiệc thì đó là lời cảm ơn, những tình cảm của họ đã dành cho hai vợ chồng trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu như mà trong buổi tiệc đó có gì còn sơ suất thì Trinh hy vọng là đây là một cái lời nói để mà mọi người thông cảm cho hai vợ chồng luôn.